Đại Nghĩa xin chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Hay Chữ, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Vi thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình Sao Hay Chữ là một sân chơi dành cho tất cả mọi người, mà ở đó chúng ta có thể ôn lại những câu ca dao trong kho tàng ca dao phong phú của Việt Nam chúng ta. Có một cái điều mà những người chơi đến đây thường hay hoang mang là bởi vì ca dao sẽ có những dị bản, sẽ có những cái từ nó khác đi đôi chút, và họ cần phải đưa ra đáp án trùng khớp với chương trình thì mới được ghi nhận. Đó là cái điều mà làm cho người chơi lo ngại nhất. Và qua đó chúng ta cũng thấy rằng ca dao Việt Nam quá phong phú, quá đa dạng, nhiều màu sắc, và những người chơi sẽ có thêm cho mình những câu ca dao cũng như là những kiến thức về văn hóa, về con người Việt Nam xưa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với 4 người chơi của ngày hôm nay nha. Xin mời các em. Xin chào, mời các em xuống đây. Hai. Bây giờ thì mình giới thiệu cho khán giả biết về mình nha. Đầu tiên mời em. Xin chào mọi người, xin chào anh Nghĩa. Em tên là Fanny Trần. Hiện tại thì em làm YouTuber. Fanny, tiếp theo. Xin chào mọi người, xin chào anh Nghĩa. Dạ, em tên là Thảo Phạm và hiện tại em cũng là YouTuber. Hai YouTuber hết vậy hả? Đến với chương trình này các em sẽ có cơ hội học thêm nhiều câu ca dao của Việt Nam nữa, mà nếu chúng ta khéo léo vận dụng đưa vào trong những sản phẩm của mình thì anh nghĩ rằng nó sẽ rất là đặc biệt luôn á. Cảm ơn hai em. Tiếp theo, Osat. Xin chào anh Đại Nghĩa và xin chào tất cả khán giả của chương trình Sao Hay Chữ. Mình là Osat và hôm nay thì rất là vui khi được có mặt tại trường quay để có thể chơi trò chơi cùng với cả những anh chị em ở đây, và hy vọng là chúng ta sẽ có một chương trình thật là thú vị. Tiếp theo, mời em. Dạ, xin chào anh Đại Nghĩa và xin chào tất cả các bạn. Mình là Titi, hiện tại là mình là ca sĩ. Hôm nay mình đến với chương trình rất là vui. Cái mặt vui mà hoang mang của em. Dạ. Có cái gì sợ hãi khi đến với chương trình này phải không? Dạ vâng, em rất là sợ hãi. Em nghe nói câu ca dao Việt Nam thì cũng lâu rồi mình chưa có tiếp xúc. Đừng sợ, yên tâm, sẽ có những câu ca dao rất quen thuộc với chúng ta, nhưng mà cũng sẽ có những câu nó hơi xa lạ chút xíu. Nhưng nếu bằng cái sự phán đoán, trí thông minh, suy luận cũng như là chiến thuật, chiêu trò, chúng ta cũng có thể sẽ giành được những phần thắng cũng như học cho mình những câu ca dao mới nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia đội. Đây cũng là một cái phần hết sức là gây cấn, hấp dẫn, là bởi vì sẽ phải tham gia một trò chơi. Ai là người thắng cuối cùng sẽ được quyền chọn một người về đội của mình. Trò chơi như sau. Trò chơi chúng ta là một trò chơi rất trí tuệ. Thiệt. Tức là mình phải suy nghĩ, mình nhắm cái hướng, mình định vị nó làm sao để mình thảy cái banh này nó lọt vô trong cái hũ đó. Ba trái vô là coi như người đó thắng nha. Bây giờ hai em gái thi trước đi nha. Mỗi em sẽ có một cái vỏ banh như vậy, ôm lên tay, ôm lên người cũng được đó. Rồi Thảo Phạm qua đây, Fanny ở đây. Dạ. Chuẩn bị. Thôi nói chuyện gái cho tiếng gần hơn chút xíu. Rồi bắt đầu. Trái. Ôi. Ôi. Cố lên, cố lên. Nhắm, nhắm. Nhắm cao lên, nhắm cao lên một tí. Đấy đúng rồi. Đó, gần vô rồi. Trong này có ba quả. Ôi, một trái Thảo Phạm vô rồi nha. Giống vậy, ôi, giống như nãy luôn. Em mấy cái trò ném ném này em giỏi lắm. Ừ, giỏi. Giỏi đếm ra ngoài. Ừ, mà hết mẫu rồi đó. Một. Một. Tiếp. Ô, hai người quen tay rồi nè. Ai vô trước cái thứ ba là thắng. Ô. Ném rồi, ném rồi. Ô, wow. Thảo Phạm em vô trước, thêm vài người chiến thắng. Tiếp theo, hai chàng trai vào vị trí, bắt đầu. Wow. Cái hay dậu sao? Wow. Cả hai đều vô một cái rồi. Cố lên anh ơi. Ủa nhưng mà em đang không biết là em đang cổ vũ cho ai luôn. Nó sao? Anh ơi, nhắm chuẩn lên. Nó có vào sao nó mới nảy ra mọi người. Yeah. Hai cái cuối cùng, mua sát ráng lên. Có cần em lượm vợ banh cho anh không? Sắp hết. Sao nó ơ mãi thế? Chưa? Tưởng chừng như đã vào nhưng mà lại đi không vào. Hai cái chi ti được luôn. Cái cuối cùng ai là người vô trước? Wow. Đây, chào sát chiến thắng. Tiếp theo, trận thi đấu cuối cùng, mời Thảo Phạm vào sát. Mình gái mà phải được ưu tiên, tiến lên em. Đó. Được không? À, quá đáng. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Wow, wow, sao vô luôn hai trái. Thảo vô hai trái rồi nha. Anh đừng có kêu nữa.
Wow. Nói Thảo gì hay quá. Nói gì nữa trong trò chơi vừa rồi? Thảo Phạm chiến thắng. TT vào đây. Dạ. Vừa thua đứng dồn qua bên. Sao người thắng bị cách ly vậy? Không em ơi, sao bị cách ly em mình bị kỳ thị. Kỳ thị chứ mình không cách ly vậy. Em chọn đi, trong ba cái gương mặt thua cuộc, thua dưới tay em. Dạ. Em muốn chọn ai về đội của mình? Hả? Dạ. Nghe lựa hẹn căng thẳng. Anh Ti rất là kiên trì làm kiểu. Em sẽ chọn anh Ti. Ủa dạ, tức là người dạ. kiên trì làm kiểu em chọn. Dạ, đúng rồi. Ai thôi có làm được. Kiên trì em rất thích. Màu sắc cũng hợp nhau luôn đó. Ti Ti qua bên Thảo Phạm một đội, bên đây có sách cùng với lại Fanny. Yeah. Bây giờ chúng ta chọn một cái tên cho đội của mình đi nào. Chọn tên đội đi anh. Tên đội đi em. Nam Phụng. Nam Phụng. Nam Phụng hả? Dạ. Nam Phụng. Giống vậy. À, Nam Phụng tên hay đó. Tên mình kìa. Tên mình. Em, Ti đi. Mình lấy tên là Tí Nị. Tí Nị. Em có nhiều cái giấy hương. Tí Nị à. Được không? Được không? Cũng được. Dạ, gì Tí Nị đi. Tí Nị. Tí Nị. Tí Nị và Nam Phụng. Thôi, một cái tên nghe có vẻ hoành tráng. Nam Phụng. Mời được cái chú bé cả Tí Nị. Nhỏ mà có vỏ. Đó, nhỏ mà có vỏ. Chưa chắc bên nào thắng bên nào. Mời Tí Nị và Nam Phụng về chỗ. Yeah.